Wow, cố gắng lên bạn xe cẩu ơi. Wow, bạn xe cẩu cố gắng lên nào. Gọi lên nào. Wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng đi ra ngoài vùng đầm lầy để làm nhiệm vụ với mình nha các bạn. Phía trước của chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta ở đây là lắp ráp sửa chữa lại những chiếc xe ben này. Sau đó dùng những chiếc xe cẩu múc đất này múc đất lên xe ben. Sau đó chúng ta sẽ lắp cái hố đất này lại nha các bạn. Đây, thùng ben của chúng ta đang bị hư rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái thùng ben vô nha các bạn. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Đất ở đây nhiều quá. Múc đất lên nào. Tiếp tục nào bạn ơi. Nhanh lên nào, chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ này thật là nhanh lên nha. Rồi, nhanh lên bạn ơi, nhanh lên nào. Rồi, đất đã đầy rồi. Đi đổ đất thôi bạn xe ben ơi. Rồi, đã đến cái hố đất rồi. Rồi, ben đất xuống nào bạn ơi. Cái hố đất của chúng ta rất là bự luôn. Rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên này cho những bạn này làm việc nha các bạn. Ở đây chúng ta cũng có một bạn xe ben siêu to siêu bự luôn các bạn ơi. Bạn nó đang bị hư những cái bánh xe. Rồi, còn đây có một chiếc xe cẩu múc cát siêu to siêu khổng lồ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp sửa chữa lại chiếc xe ben nha các bạn. Đây, ở đây có hai cái bánh xe nè. Rồi, chúng ta sẽ lắp ráp vô các bạn ơi. Bên này chúng ta còn hai cái bánh xe ở đây nữa nè. Rồi, lắp ráp sửa chữa lại cái chiếc xe ben này nha. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Bây giờ còn một bánh xe nữa. Mình sẽ lắp bánh xe phía sau nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe cẩu múc đất siêu to siêu bự. Múc những cái cục đất cũng siêu to siêu bự lên chiếc xe ben này nha các bạn. Wow, cục đất bự ghê chưa các bạn ơi. Wow, rồi, múc lên xe ben nào. Wow, đó, rất là nhiều cục đất siêu to siêu bự luôn các bạn ơi. Wow, rồi múc lên. Chúng ta sắp múc đầy chiếc xe ben rồi các bạn ơi. Nhanh lên nào. Đó, thêm vài cục đất nữa thôi là đầy chiếc xe ben của chúng ta rồi. Nhanh lên nào. Wow, rồi đầy rồi các bạn ơi. Xe ben của chúng ta bây giờ đã chở rất là đầy đất luôn rồi nè. Đi đổ đất thôi bạn xe ben ơi. Rồi, chúng ta đã đến được cái hố đất rồi. Bây giờ mình sẽ ben đất xuống nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua bên này cho bạn xe ben này làm việc nha các bạn. Wow, bạn xe ben này thì đang bị hư cái thùng ben các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp sửa chữa lại thùng ben nha các bạn. Rồi, lắp ráp sửa chữa lại thùng ben nào. Rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho xe cẩu múc đất ở xe ben nha. Wow, ở đây có rất là nhiều đất luôn. Chúng ta cần phải lắp cái hố đất kia lại. Wow, cái xe cẩu múc đất này tuy nhỏ nhưng mà múc được rất là nhiều đất luôn kìa các bạn. Wow, tiếp tục nào bạn ơi. Múc cho đầy đất lên luôn. Rồi, đất ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho xe ben đi đổ đất các bạn ơi. Pip pip pip. Đã đến được hố đất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ đất xuống nha. Rồi, các bạn ơi, như vậy là hôm nay những chiếc xe công trình của chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một nhiệm vụ khác nha các bạn. Wow, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là ở đây. Ở đây có một chiếc xe rác nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cần sửa chữa lại chiếc xe rác này để cho chiếc xe rác này đi làm việc nha các bạn. Rồi, lắp ráp bánh xe vô nào. Sửa chữa, bây giờ mình sẽ lắp bánh sau trước nha. Rồi, lắp bánh xe này vô luôn. Bánh xe phía trước của chúng ta đây. Rồi, lắp ráp vô các bạn ơi. Lắp một cái bánh xe cuối cùng. Rồi, như vậy là xe của chúng ta đã đủ 4 bánh xe rồi. Lắp cái thùng rác vô nha các bạn. Xe của chúng ta chỉ cần lắp thùng rác vô nữa là có thể hoạt động được rồi đó các bạn. Rồi, ok, xong rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cho xe rác của chúng ta đi làm việc nha. Rồi, các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều rác luôn. Bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp cái đống rác này nha các bạn. Wow, không biết ai mà uống nước xả rác ở đây. Không được nha các bạn. Chúng ta khi mà uống nước xong chúng ta có thể dục vô thùng rác nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ dọn rác nha. Rồi, bỏ cái lon nước vô cho thùng rác nè. Rồi, tiếp tục đây nữa nè. Một cái chai nước nè. Mình sẽ bỏ vô thùng rác luôn. Đó, các bạn nhớ nha. Chúng ta không được xả rác lung tung. Wow. Đây, các bạn ơi, wow, ở đây có một con kiến các bạn ơi. Wow, con kiến siêu to luôn các bạn ơi. Nè, wow, ở cái bịch ni lông này có một con kiến. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn rác luôn. Các bạn nhớ nha, chúng ta không được xả rác lung tung nha.
À, rồi, đây lại. Chúng ta tiếp tục đi đổ rác nào các bạn ơi. Vừa có một vụ va chạm, chiếc xe rác của chúng ta đã tông ngã những chiếc xe công trình. Oh my god. Bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ là lắp ráp sửa chữa lại những chiếc xe công trình này nha các bạn. À, một chiếc xe trộn bê tông màu trắng. À, rồi mình sẽ lắp ráp lại nha các bạn. Rồi, lắp cái vùng trộn bê tông cho các bạn ơi. Rồi xong rồi. À, bây giờ mình sẽ sửa chữa thêm chiếc xe trộn bê tông siêu bự này nữa. Wow, chiếc xe trộn bê tông này rất là bự luôn, bị tông ngã luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ sửa chữa lại nha. Rồi, ok các bạn ơi. À, như vậy là mình đã sửa chữa xong được chiếc xe trộn bê tông này nữa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe trộn bê tông này nữa các bạn. À, xe trộn bê tông này đang bị hư cái cabin nè. Rồi, mình lắp cái cabin lại các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe này là xe cần cẩu bạn ơi. Wow, chiếc xe cần cẩu siêu to, siêu bự, siêu dài. Rồi, mình sẽ lắp ráp cái cần cẩu vô các bạn ơi. Rồi xong rồi các bạn ơi. À, như vậy là mình đã lắp ráp sửa chữa xong chiếc xe cần cẩu các bạn. À, bây giờ còn chiếc xe rác. Bây giờ chúng ta sẽ dựng chiếc xe rác vậy các bạn ơi. À, rồi ok các bạn ơi. À, như vậy là chúng ta đã lắp ráp sửa chữa xong những chiếc xe công trình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi làm một nhiệm vụ khác các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một nhiệm vụ ở đây nữa nha các bạn. Ở đây là những chiếc xe lưu của chúng ta đang bị hư nè các bạn. Bây giờ chúng ta cần sửa chữa những chiếc xe lưu này lại. Sau đó chúng ta sẽ lưu cái đường này cho láng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe lưu này đầu tiên nha. Rồi mình sẽ lắp 4 cái bánh xe vô trước các bạn ơi. 2 bánh rồi các bạn ơi. Rồi ok, tiếp tục rồi các bạn. Rồi một bánh nữa. Rồi xong rồi các bạn ơi. Như vậy là chúng ta đã lắp ráp sửa chữa xong những cái bánh xe. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp cái lưu vô các bạn. À, đây là cái lưu đường nha. Chúng ta sẽ lắp ráp vô để đi lưu đường làm đường. Đây cái con đường của chúng ta đang bị gồ ghề mấp mô nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe lưu đi lưu cái đường này nha. Rồi xe lưu lưu đường đi nào. À, lưu đường nào. Wow. Lưu đường nào bạn ơi. Rồi tiếp tục lưu nào. Lưu đi bạn ơi. Rất là hay luôn các bạn ơi. Wow. Nhưng mà các bạn ơi, chiếc xe lưu này của chúng ta quá nhỏ, công suất hoạt động rất là yếu, không thể nào làm cái con đường này nhanh được. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa chiếc xe lưu siêu to siêu bự này. Chiếc xe lưu siêu to siêu bự này đang bị xúc cái lưu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái lưu này vô. Rồi chúng ta sẽ lưu cái con đường này cho nhanh hơn nha. Ok các bạn ơi. À, như vậy là chúng ta đã lắp ráp sửa chữa xong chiếc xe lưu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho chiếc xe lưu này đi lưu cái con đường này của chúng ta nha. Let's go now. Đó, cái lưu này bự hơn và chúng ta lưu đường nhanh hơn nè các bạn ơi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Đó, con đường của chúng ta đã xong rồi. Wow, như vậy là những chiếc xe lưu của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng mà những chiếc xe lưu của chúng ta đang bị dơ quá. Bây giờ chúng ta sẽ cho những chiếc xe lưu này đi tắm rửa nha các bạn. Đi tắm rửa cho sạch sẽ thôi nào các bạn ơi. Ơi, vừa có một vụ va chạm giữa xe lưu và những chiếc xe công trình nữa các bạn ơi. Wow, chiếc xe rác đang bị trôi cái thùng rác luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta phải sửa chữa lại những chiếc xe công trình này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thùng rác các bạn ơi. Đây, thùng rác đang bị trôi nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp sửa chữa lại xe rác nha các bạn. Đây, xe rác của chúng ta đang bị ngã đây nè. Sửa chữa lại xe rác nha các bạn. Rồi lắp cái thùng rác vô các bạn ơi. Những bạn xe lưu đi tắm mà làm sao đụng ngay những bạn xe công trình này. Bây giờ mình cần phải giúp đỡ sửa chữa lại nha. Rồi bây giờ tiếp theo là chiếc xe này. Rồi đây là chiếc xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Mình sẽ lắp ráp lại chiếc xe cần cẩu múc cát nha các bạn. Rồi lắp vô. Rồi xong rồi các bạn ơi. Đây là chiếc xe cần cẩu múc cát của chúng ta nha. Rồi tiếp theo. Wow, chiếc xe lưu đang đè vô những chiếc xe này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy xe lưu ra các bạn ơi. Rồi ra xe lưu ra nha. Rồi tiếp tục
Đây, đây là chiếc xe này là chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ lắp ráp sửa chữa lại chiếc xe cần cẩu nha. Rồi, một chiếc xe cần cẩu đã được mình lắp ráp sửa chữa lại rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thêm được một nhiệm vụ nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi xem coi còn nhiệm vụ nào chưa hoàn thành không các bạn. Wow, nhiệm vụ này chúng ta đã hoàn thành rồi. Wow, các bạn ơi, đằng đây có một nhiệm vụ này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Có một chiếc máy bay đang bị cắm đậu dưới sình luôn các bạn. Có một chiếc xe cẩu múc cát. Wow, đây là xe cẩu múc cát điều khiển các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển chiếc xe cẩu múc cát này kéo chiếc máy bay ra nha các bạn, cứu hộ chiếc máy bay nha. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động cái chiếc xe cẩu múc cát ở đây. Đây, đây là điều khiển, mình khởi động luôn. Rồi, đã kết nối vô rồi, bây giờ mình sẽ tắt âm thanh. Rồi, tắt âm thanh rồi. Bây giờ mình sẽ lôi cái chiếc máy bay này ra nha các bạn. Lôi chiếc máy bay này ra, mình sẽ chạy ở đây nè. Yeah, wow, yeah. Wow. Mình đã lôi được cái chiếc máy bay ra rồi các bạn ơi. Rồi, xong rồi. Như vậy là mình đã cứu hộ được chiếc máy bay các bạn. Wow, xe cẩu múc cát của chúng ta đã cứu hộ được chiếc máy bay rồi. Wow, các bạn ơi, ở đây chúng ta còn một nhiệm vụ nữa các bạn ơi. Nè, bên này có một chiếc xe trộn bê tông. Wow, chiếc xe trộn bê tông cũng đang bị mắc kẹt ở dưới cái vũng nước này. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe cẩu múc cát sẽ lôi cái chiếc xe trộn bê tông này lên luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ dây xích ra các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ gỡ cái dây xích ngay chỗ chiếc máy bay này ra. Mình sẽ cho xe cẩu múc cát sẽ chạy lại chiếc xe trộn bê tông nha. Rồi, điều khiển chiếc xe cẩu múc cát này lại chiếc xe trộn bê tông nào các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ móc dây xích vô trong chiếc xe trộn bê tông nha. Lấy cái dây xích này các bạn, chúng ta sẽ móc vô chiếc xe trộn bê tông để cho xe cẩu múc cát sẽ lôi lên nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục bên này nữa các bạn ơi. Rồi, xong rồi các bạn. Như vậy là mình đã móc vô được chiếc xe trộn bê tông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho chiếc xe cẩu lôi chiếc xe trộn bê tông này lên nha. Wow, cố gắng lên bạn xe cẩu ơi. Wow, bạn xe cẩu cố gắng lên nào. Đó, lên nào. Wow. Wow. Chiếc xe cẩu cuối cùng cũng đã lôi được chiếc xe trộn bê tông lên rồi các bạn ơi. Hơi nhõng bánh một tí nha. Nhưng mà không sao. Chiếc xe trộn bê tông đã được chúng ta cứu hộ lên rồi. Như vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành được rất là nhiều nhiệm vụ luôn các bạn ơi. Bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà học bài ăn cơm và làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.